Đại diện Cục Xuất nhập khẩu thuộc Bộ Công Thương vừa cho biết, có thể các quy định về điều kiện và thủ tục để doanh nghiệp được tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa sẽ có trong tháng 6 tới. Theo ông Vương Đức Anh, Phó Phòng Xuất nhập khẩu hàng hóa thuộc Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương, Bộ này đang xúc tiến lấy ý kiến của các doanh nghiệp và các chuyên gia trong ngành để sớm ban hành thông tư hướng dẫn thực hiện cơ chế tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa. Hiện Bộ này vẫn chưa công bố một thông tin nào cụ thể, nhưng theo dự án thí điểm số 2 của các nước ASEAN, chỉ những nhà xuất khẩu, đồng thời là nhà sản xuất, mới được quyền tự chứng nhận xuất xứ. Ngoài ra, Bộ Công Thương có thể ban hành thêm một số điều kiện, như phải là doanh nghiệp không vi phạm các quy định về xuất xứ hàng hóa, thuế và hải quan, có kim ngạch xuất khẩu đáp ứng yêu cầu nhất định và có cán bộ chuyên trách về xuất xứ hàng hóa. Dự kiến, các quy định này sẽ được ban hành trong tháng 6 năm 2015. Việt Nam thì cũng sẽ cố gắng là nhanh chóng nhất có thể, trong tháng 6 này sẽ ban hành thông tư để doanh nghiệp có thể thực thi. Thế thì về những cái khi mà lưu ý đối với doanh nghiệp tham gia vào cái dự án tự chứng xuất xứ, đó là doanh nghiệp sẽ phải có những cái kiến thức và hiểu biết rất là chắc chắn về cái quy tắc xuất xứ nói chung, cũng như cái việc là chứng minh cái hàng hóa do mình sản xuất ra phải đáp ứng được cái quy tắc của cái Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN. Dự án thí điểm số 2 về cơ chế tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa được khởi động từ tháng 8 năm 2012 với sự tham gia của 3 quốc gia, Lào, Indonesia và Philippines. Đến cuối tháng 9 năm vừa qua, Việt Nam đã chính thức ký kết biên bản ghi nhớ tham gia. Theo Cơ quan Quản lý Nhà nước, cơ chế tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa sẽ giúp cho doanh nghiệp giảm bớt thời gian cũng như chủ động hơn trong việc chứng minh xuất xứ hàng hóa để được hưởng những ưu đãi từ các hiệp định tự do thương mại.